Em đừng có sợ đâu, họ chạy tiếng chơi vui chị mà. Tại hôm quá không có đi mệt, cho nên em hơi mệt. Sợ tôi chết, anh bị trách nhiệm hả? Yên tâm đi, tôi sống dài lắm. Tính là mấy anh chị cũng mấy ngày mà học nhiều lên. Giờ tôi ngủ đây, tại giờ đây không có mấy nào. Thể dục thể thao sức khỏe dồi dào rồi vào ngủ tiếp. Thank you.
Dạ sĩ. Kiếm phố. Em hả? Chà, này đâu mà ăn mặc đẹp quá vậy ta. Bánh tỏ ghê à. Lỗi gì? Đi tỷ đó. Đây là sự chắc nhân. Chỉ như người quen biết chứ người yêu gì không? À, bên đây. Về sớm vậy? Dạ, tại mà chị đi mình chơi chăm sóc bà. Còn bệnh đó hả? Dạ. Thôi đi chơi trẻ đi à. Thôi đợi em tí. Để em lấy thuốc tây hay lắm nè. Thuốc này thì bệnh hay lắm á, ở Pháp á. Em đi cho chị uống đi. Em chồng hỏi không em? Dạ. Cảm ơn anh nhiều em. Sử dụng như hồi nãy em nhìn thấy mặt đồ ở cái mặt không mà không đôi lúc không nhớ sọn á, đồ đẹp đẹp lắm, cái kiểu này đi khu gái chắc luôn rồi. Con phải hỏi cô Nghi chứ. Nghi chứ. Nhưng mà để cô sắp xếp lại thời gian cả. Dạ. Cô Nghi có hỏi con. Ủa, hôm nay sinh nhật con mà có thấy con được vui vậy? Dạ con không có hết tại số vui ba. Dạ con. Thôi con gắng nghe lời mẹ nha con. Ba cũng thương con lắm. Đỡ rồi. Nhưng mà ngày mai em đi ra đường. Ở trong nhà hoài chán quá. Thôi. Em nhà mà tiếp. Chán như nhà dài bữa nữa con. Chán lắm rồi. Cái làm gì yên yên nãy giờ vậy? Đây. Dạ đâu có gì đâu. Tại thấy thiếu vấn Minh Kỳ cho nên một buồn nữa. Sao luôn.
Hai người anh tiếp đi, em nhập nghỉ một chút nha. Không có sao đâu. Mình sơ sơ quá à. Không có sao đâu. Được rồi, không sao thiệt mà. Em còn ngủ lắm. Em ngủ chút xíu nha. Sớm mông sụp quá à. Thank you.
Tôi chỉ muốn anh thả thằng em tôi ra đây thôi. Đừng có nói nhiều. Thả tôi ra đây. Cô làm cái gì? Mặc kệ tôi. Biết cái gì chưa? Đồng cũng là bạn của chúng tôi. Tôi muốn biết tình trạng của nhóm như thế nào. Sao anh vô lý quá vậy? Khách vớ mày không mời hả? Nhà này là nhà thuê, có phải của tôi đâu. Anh đến đây làm chi? Mình có chị Lâm mới càng ngày nặng á. Mò quá. Trời, em kêu bà uống thuốc mà còn chịu uống đúng không? Còn uống là đúng. Biết thuốc gì mà đưa uống. Đó, thuốc pháp chứ bộ. Ông Cường cho đó. Pháp mà đội mày. Em muốn giết bà mày đưa cho bà uống đi. Có điều mới không thằng em? Đó, có anh. Một lọt luôn nè. Dạ, bị món ca không anh? Mẹ, toàn lúa ca. Lúa ca gì mà nhiều thế? Phim đề cử ca đề cử nhiều mà. Lấy cho tôi hai thứ này này, một cái 10 đĩa. Cái này hay nè, cái mười đĩa này đi. Có phim trưởng không? Thì ra là đại huynh là thích xem phim bộ đó hả? Phim thần điêu này hiện tại hạ cũng là rất thích. Tại vì tại hạ cũng là người trong giới võ lâm đó mà. Chắc là lúc bị dương quá cỡ của thần điêu bay trên không, đi như người ta đang đi máy bay trong xã hội này vậy đó. Thật là hấp dẫn đó nè. Dạ, muốn bộ gì anh? Thần điêu đại hiệp. Dạ. Cô gái đầu lông tiểu màu giang hồ. Dạ. Cái phim Mỹ nó chán quá rồi. Bây giờ tôi tự cho tôi nghĩ là sao
Dạ, 1,20,000. Đây. Rồi, cảm ơn anh. Rồi sao nhớ ghé ủng hộ anh. Rồi, cảm ơn anh. Dạ. Dạo này tôi thấy mấy thằng mua đĩa lạ thì... Dạ, làm sao? Mua máy lại sao không phải rồi. Bác mua xe mất bà nó mua gì dữ rồi. Không cậy, kêu bán có lời được rồi. Sao rồi? Mẹ sao vậy? Dạ, không biết có tụi nào nữa. Nó kéo chỗ em không vậy à? Em không biết tụi nào luôn. Tụi nó muốn gì? Dạ, em cũng không biết nữa. Tụi nó tới, em hỏi có chuyện gì. Tụi nói, tới cái đây á, là đi quậy thôi. Em mới nói mày biết chỗ này là chỗ nào không? Thì nói xong vào chơi em. Anh em cũng chơi lại. Nhưng tụi nó đông quá. Nó chơi một khóa không có chạy luôn. Anh em thấy chơi không đợi, nên không đuổi theo. Mày biết tụi nó không? Dạ, tụi nó lạ quá à. Đa số là họ nhảy ra. Em không biết là tụi nào nữa. Nhưng chắc là tụi lạ. Chứ khu đất này ai mà không biết. Em làm cho anh. Mày có sao không? Dạ, chỉ chạy sơ sơ thôi. Cũng may làm đỡ được. Nó chém một mấy cái. Dạ, giờ sao anh? Chắc nói gì đi đời lánh mấy ngày đi. Có gì tôi gọi. Dạ, vậy sao được. Em phải tìm đi chơi tụi nó lại chứ. Chứ phải luôn. Tại sao lại chưa phải lúc? Rồi ông nội này còn chưa về nữa. Thì chị vô trong ngồi đợi đi. Không sao đâu, đứng đây cho má. Gì đó kìa, làm gì đâu quý vợ, chờ lâu lắm luôn rồi đó. Mẫu gì, bỏ mấy chỗ luôn. Giờ này mà lết về tới đây được may lắm rồi. Ai cũng rảnh lắm. Tự nhiên trời đang mưa vậy, đi ra đây đứng. Chị đang bệnh trước đó. Thôi đi ăn gì đi, em với chị Lâm nói lắm luôn rồi đó. Ăn gì rồi? Chị Lâm. Tụi cái gì à? Ngon rẻ sang sạch sang dễ sợ mà chưa đang bệnh mình đi ra đây rồi. Ngày mai em đưa chị đi bệnh viện khám nha. Thôi có chị đâu, bệnh lặt vặt nhập xuống rồi, uống thuốc dài bữa mới đâu hết à. Không đời nhập uống được lúc đó đâu. Ho càng ngày càng nặng đó. Càng bị chữ sốt. Bây giờ nó sốt rồi. Hỏi mấy người ghê á. Bệnh không mệt. Mà nghe mấy người lải nhải cũng mệt nữa. Mình cũng lo cho em thôi. Thôi đi anh. Đúng rồi. Dạ, hô tiếu đi. Ôi, cho con bốn tô nha con. Ai buồn mấy người nói không đi thì không đi, kệ tôi đi, mệt ghê á. Lắm nói gì để bà giận rồi đó. Anh bị sao vậy? Chạy theo với chị tiến đi, chị đang bệnh cho nên cao có vậy thôi. Mặc gì
quan tâm cho con nhỉ? Chị đang mệt, cho nên chị nói vậy thôi. Em có tất cả để nói đi. Chuyện bữa nói em á, em cũng biết chính xác là chị đang bị bệnh gì. Em thấy gì thì nó tiền hơn. Cho con đi. Đi về. Tính đây là tới tối hả? Chưa xong mà. Ăn đi, em dọn cho hết đi. Tính tiền cho con đi cô. Thì chạy đi. Em cũng đâu muốn mọi người cãi nhau về chuyện này đâu. Em không muốn mọi người họ tiến ra là lải nhải.
lớn rồi, em biết tự lo cho mình, em đâu có khùng đâu. Không lẽ em muốn em bệnh tới chết hay sao vậy? Còn tôi đừng có hỏi tí là uống thuốc đi, đi khám bác sĩ đi. Em không thích. Thôi được rồi, được rồi. Mình thành dặn thôi mà. Chết đâu mà lo. Thật lấy thật mát thôi mà. Tạm thời mình có đi làm. Thấy khi nào hết phải nói đi. Ưu tiên cho mình chị. Chú không cầm thằng gì đến cầu trước. Tôi chạy đi đây chút. Anh đang làm cái trò gì vậy? Cái gì? Chính anh mới phải trả lời câu hỏi đó. Anh đứng đứng không hả? Nhầm rồi đó. Nhầm cái gì? Tôi biết rõ từng thằng trong ăn của anh đó. Bộ anh cấm tụi nó mua đĩa gì coi hả? Cái chuyện đó nè, anh coi đi. Đừng có làm bộ đó. Tôi nghe chính mình nói. Anh cũng nghe cái gì? Anh sai bộ đàn em của anh tới mua đĩa của tôi đúng không? Tôi không làm gì đó. Nếu cần, tôi sẽ đi hỏi từ đó cho. Tôi không thể nào. Chị anh muốn sao? Muốn anh nói sự thật. Tôi đã nói rõ cho nghe rồi. Chẳng lẽ giờ muốn nghe tôi sai thì nó đi mua điểm của anh? Tôi không làm chuyện đó. Tính đi không là chuyện của anh. Không phải. Tôi rất cần là dính dáng cái chuyện lo của tôi này nha. Cho dù anh có làm không, tôi nhất con nhớ gì đó. Anh nên đưa Mộc Lâm đi bệnh viện đi. Cô ấy yếu lắm rồi đó. Anh phải lo cho cô ấy chứ. Cái trò thiếu mũi vào chuyện của tụi này nghe chưa? Cho dù có chết tụi này cũng không cần sự thương hại của anh đâu. Ăn món, ăn bánh mì nè.
gì kể nhở? Có chút chuyện. Đàn ông trầm lặng. Ông đó, nó bán được nhiều đĩa vậy, mà bố ông chơi biết được nhiều đĩa cho nên bán. Ông không ngờ anh em mình bán được nhiều đĩa cho cái đàn ông vậy. Vậy hả? Mấy người đại gia kinh doanh kinh khủng quá không? Thì tốt chứ có sao đâu chị. Có vũ khí. Đừng có diễn đây. Gì vậy? Dẫn gì không? Đúng rồi. Ở đâu nghe nè. Sao chứ? Có là bộ nữa. Biết hết rồi. Biết cái gì thì nói đi. Có sức mở mở. Ai biết chuyện gì? Không phải cô nói với thai của cô. Với tất cả mọi chuyện của tôi này. Tất cả mọi chuyện. Cô nằm mổ được à? Em không có nói. Chuyện gì vậy? Dạ. Nói gì mà nữ đi chơi vậy? Em không hiểu. Đọc nghe nè. Cô nói với anh trai khỏi về tất cả mọi chuyện của tụi mình. Rồi ông ta hai thằng đệ tử của ông á, ngày nào cũng đến lấy đĩa mua đĩa của tụi mình. Cô biết cô này hả? Thằng nào á? Hãy hiểu đó. Ngay từ đầu tôi đã nghi rồi. Cô mày nói thôi đi. Không. Em không nói. Cô không nói thì ai nói? Biết vậy từ đầu á, tống cổ cô khỏi đây rồi. Mình có nói gì hết. Mày có nói không? Em không nói. Đông Anh. Đông Anh. Đông Anh. Thằng kỳ quá. Lỡ Đông Kỳ có nói đi. Từ từ nói cổ, tự nhiên nặng lời cổ. Mày có yêu quá ha. Đông Anh. Đông Anh. Tưởng tượng nó đi đúng rồi đó. Có chuyện gì từ từ mà nói. Làm gì không giữ dữ vậy? Gửi lời hỏi thăm em nè. Gì? Anh gửi lời hỏi thăm em. Kệ ổng. Không quan tâm. Nhưng mà mấy người biết hết chuyện của nhau được mà. Anh bị khùng hả? Nói gì vậy? Biết cơ chứ. Biết gì? Mẹ ăn gì chưa? Ăn rồi. Anh làm gì giúp anh Quân vậy? Có làm gì đâu. Anh không làm gì hết. Mà anh làm mẹ mới nói là anh cho người đi mua đĩa của anh kìa. Tào lao. Tào lao cái gì? Em đã hứa với người ta là sẽ không kể chuyện của người ta cho ai nghe hết. Tự nhiên xen vô chi vậy? Bây giờ người ta có nói này nói nọ với em không thích. Vậy từ đó sao rồi? Bình thường. Bình thường. Ăn bờ ở bụi mà nói bình thường hả? Anh chỉ muốn giúp tụi nó thôi. Trời ơi mệt quá, anh đừng có xen vô nữa. Chị Lâm chỉ đang bị bệnh. Còn không lúc nào cũng cáo gắt hết. Em mệt quá à. Chị Lâm chỉ mắc bệnh hiểm nghèo nè. Bác sĩ nói chị không có trụ được bao lâu nữa đâu. Em nói thiệt không? Chị làm chắc mình hiểu nghèo buồn. Bác sĩ không có trụ được bao lâu nữa đâu.